7. Chưa có bao giờ em xài được cái loại rửa mặt nào mà em cảm thấy ưng ý như là cái bột rửa mặt này. Cái bột làm cái đó sáng là da. Một trong những cái sản phẩm mà Hạnh Xuân rất là thích. Linh thích nhất trong đó đó là cái mà cái powder đó, cái loại bột cái này. Không biết tại sao có thể hình là như là mỗi người đến đây đều vậy hả? Cái bột không rửa biết mặt tại sao ấy. Thích nhất của chị đó là cái bột rửa mặt da, cái powder mà rửa mặt đó. Dạ. Chị Huyền rất là thích. Đặc biệt nhất là em thích nhất là cái bột rửa mặt làm sáng da. Cái này không phải mình Yến đâu mà Châu cũng mê nữa. Không đi đâu mà Châu thiếu cái này được hết trơn á. Dạ. Hoàng Yến cũng như chị Châu cũng khuyến khích quý vị nên xài cái bột này để tại vì cái làn da của mình nó rất là quan trọng. Mình phải giữ nó và cho sạch, cho nó sáng và cho mịn màng. MD7